Natalie đăng đàn tố bị Chinh Chinh chơi ngãi, phải phẫu thuật đầu và loạt ảnh u ám đáng sợ. Natalie hiện đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng khi liên tục đăng tải loạt ảnh mặt người u ám đáng sợ, kèm theo đó là dòng trạng thái ẩn ý việc bị chơi ngãi phải qua thái phẫu thuật đầu. Cụ thể, vào đêm qua 11 tháng 3, Natalie gây dậy sóng mạng xã hội khi có bài đăng nhắc đến bùa ngãi và cái tên Chinh Chinh. Trong ảnh, nam ca sĩ đăng tải hình ảnh mặt người đầy u ám và cho biết bản thân bị chơi ngãi, đã phải qua Thái Lan phẫu thuật vùng đầu. Natalie viết: "Chinh Chinh ơi, ngãi cuộc lại thế nào rồi em?" Ngay sau đó, anh tiếp tục đăng tải thêm dòng trạng thái dài tuyên bố rằng: "Kể từ hôm nay, em sẽ nhận lại gấp vạn quả báo và vô vàn điều xấu xa." Cụ thể, Natalie viết: "Mấy đứa chơi dơ, chơi bẩn, chơi hàng trong bóng tối là cái thứ bẩn thỉu đáng khinh nhất cõi tạm này. Kể từ hôm nay, mà thật ra là tối qua đã bắt đầu rồi em nhỉ, em sẽ nhận lại gấp đôi, gấp ba, gấp ngàn, gấp vạn quả báo do vô vàn điều xấu xa, dơ bẩn, độc ác ô uế mà đã và đang gây ra với anh và rất nhiều người khác. Chinh Chinh, em trốn cõi nào, anh và nhóm hợp ca ẩm coi cũng sẽ tìm thấy em và cho em ăn đủ." Ngay sau dòng trạng thái gây chấn động, trưa 12 tháng 3, Natalie tiếp tục khiến chân tình phải hóng hớt trong sợ hãi khi đăng ảnh u ám hình mặt người rồi gọi tên: "Sơn ơi, tôi thấy bạn." Chuyện bùa ngãi trong showbiz luôn là vấn đề được cư dân mạng quan tâm. Tuy không biết hai người được Natalie gọi tên là ai, tuy nhiên ai nấy đều đang hóng chờ diễn biến tiếp theo của vụ việc. Ngoài cái tên Chinh Chinh và Sơn, Natalie sau đó tiếp tục réo tên một người khác. Theo đó, anh đăng ảnh một cặp nam nữ mờ mờ ảo ảo vẽ chằng chịt lên mặt kèm caption: "Angola là người dắt em qua Thái Sim Hải Sơn." Hiện tại vụ việc vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý và hóng danh tính những người được Natalie gọi tên. Được biết hiện tại nam ca sĩ vẫn đang ở Thái Lan. Trước đó trên trang cá nhân, Natalie đã đăng tải hình ảnh ghi lại diện mạo mới đầy lạ lẫm với mái đầu trọc lóc. Nhiều khán giả đã để lại bình luận bày tỏ sự lo lắng trước diện mạo mới nhất của Natalie. Đứng trước thắc mắc của người hâm mộ, Natalie thừa nhận bản thân đã phải phẫu thuật vùng đầu. "Mình mới phẫu thuật vùng đầu, hơi đau nhưng tôi ổn. Các bạn sống vui khỏe nhé." Anh nói thêm: "Các bạn muốn nghĩ gì về mình cũng được, đó là quyền của các bạn, mình tôn trọng điều đó. Tuy nhiên, cẩn trọng với những lời chẳng mất tiền mua khi các bạn đang là khách không mời trong nhà mình." Ngoài việc trấn an khán giả, Natalie vẫn giữ im lặng và chưa lên tiếng nói về câu chuyện đằng sau diện mạo mới nhất của bản thân. Trước đây, mạng xã hội Việt cũng đã nhận được nhiều sự chú ý trước việc nam ca sĩ Natalie lời qua tiếng lại với nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Sự việc bắt nguồn khi nam ca sĩ tiếp tục đưa ra những phát ngôn được cho là đá xéo Ngọc Trinh về chuyện tiền bạc sau khi cô bị mất trộm. Trong khi đó, người đẹp quê Trà Vinh cũng có những dòng chia sẻ mang tính phản ứng lại trên trang cá nhân. Thậm chí Natalie còn tỏ rõ thái độ nhắc luôn tên Ngọc Trinh trong những bài đăng trên Facebook. Ngoài Ngọc Trinh, Natalie còn từng không ngần ngại réo tên chỉ trích nhiều nghệ sĩ khác như Cao Thái Sơn, Thủy Tiên. Trong đó, ồn ào nhất với Natalie có lẽ chính là Cao Thái Sơn. Theo đó, nam ca sĩ có động thái bênh vực Ngọc Trinh và nhanh chóng sau đó có một cuộc chiến nảy lửa đấu tố qua lại với Natalie trên mạng xã hội. Về phía Natalie, nam ca sĩ sau đó gây sốc khi bỏ tiền mua độc quyền toàn bộ những bài hát đình đám của Cao Thái Sơn, thậm chí đăng ký độc quyền thương hiệu Cao Thái Sơn sau ồn ào khẩu chiến. Natalie có tên thật là Trương Triệu Trúc Lân, anh là ca sĩ được nhiều thế hệ 8X 9X biết đến. Trước khi trở thành ca sĩ, Natalie đã ra nước ngoài định cư cùng gia đình và trở thành người mẫu. Natalie được biết đến là ca nhạc sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt, ông Hoàng Hàng Hiệu. Cho biết anh may mắn thừa hưởng tài năng và trí thông minh của cả bố và mẹ. Natalie sở hữu tấm bằng thạc sĩ kinh tế của một trong những trường đại học hàng đầu thế giới. Anh cũng là sao Việt giỏi ngoại ngữ khi có thể nói lưu loát 5 thứ tiếng. Ngoài ra, Natalie có xuất thân danh giá và sở hữu gia tài khổng lồ.